cùng Đức Maria loan báo tin mừng cứu độ. Đức Maria là mẹ của Hội Thánh Truyền Giáo, và không có mẹ, chúng ta không bao giờ có thể thực sự hiểu rõ tinh thần của cuộc tân phúc âm hóa. Vì vậy, chúng ta hãy suy ngẫm trình thuật Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth để cùng với mẹ hân hoan loan báo tin mừng cứu độ. Vào lúc truyền tin cho Đức Maria, Thiên Sứ cũng báo cho Đức Maria biết bà chị họ Elizabeth đã già, hiến muộn, đã mang thai. Đứa con bà Elizabeth đang mang là kết quả của lòng Chúa thương xót. Sau khi sứ thần từ biệt, Đức Maria mau chóng đi thăm bà Elizabeth. Mẹ vội vã lên đường đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bản văn của Thánh sử Luca không những cho ta thấy hình ảnh Đức Maria rất hân hoan lên đường, vượt đèo, leo núi mong mau tới nơi để chia sẻ niềm vui và đỡ đần người chị họ, nhưng tác giả còn gợi lên sự liên tưởng tới bước chân đẹp đẽ của người đi loan báo tin mừng trong Isaiah. Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ. Dường như Thánh Luca mời gọi chúng ta nhìn lên Đức Maria như là người rao giảng tin mừng tiên phong. Mẹ đã cộng tác vào công trình cứu độ của con ngay từ lúc bắt đầu chức vụ làm mẹ. Sau đó, Đức Maria đã trở thành mẫu gương cho mọi người trong hội thánh lên đường để mang ánh sáng và niềm vui của Chúa Kitô cho mọi người, mọi thời. Như vậy, cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và bà Elizabeth vượt quá cuộc thăm viếng gia đình và mang tính chất của một biến cố cứu độ hân hoan. Thánh Luca thuật lại rằng, khi bà Elizabeth vừa nghe lời chào của bà Maria, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng. Bà được tràn đầy Chúa Thánh Thần và lớn tiếng thốt lên: bà đáng chúc tụng hơn mọi người nữ, và hoa trái của lòng bà đáng được chúc tụng. Khi nghe tiếng chào của Đức Maria, niềm vui của thời Messia ùa về, Thánh Thần xuống tràn đầy trên bà Elizabeth và hài nhi, đến nỗi do an tiếng hô trong lòng mẹ nhảy mừng. Niềm vui của Thánh Thần đã đến với ông trước khi được mẹ sinh ra. Niềm hoan lạc này rồi đây sẽ theo ông mãi mãi. Đắm chìm trong hoan lạc khiến bà Elizabeth đã lớn tiếng bày tỏ niềm hoan hỷ đạo đức. Lời ca khen kính mừng của bà nổi tiếng đến nỗi các tín hữu qua bao thế hệ vẫn mãi ngân vang sớm chiều trên muôn môi miệng, như là một ca khúc ngợi khen của hội thánh vì những công trình vĩ đại mà Đấng Tối Cao đã thực hiện nơi thân mẫu của con mình. Sự cao cả và niềm vui của Đức Maria bắt nguồn từ đức tin của mẹ. Mẹ là kẻ đã tin. Khám phá ra sự cao cả của Đức Maria, bà Elizabeth cảm nhận được niềm vinh dự về cuộc viếng thăm. Vì đâu mà mẹ của Chúa tôi đến với tôi? Qua lời Chúa tôi, bà Elizabeth tuyên xưng rằng con của bà Maria là vua, là Đấng Messia, nhưng lại rất gần gũi, thân thương, là Chúa của bà. Qua lời tán tụng, bà Elizabeth mời gọi chúng ta hãy biết trân quý tất cả những gì mà sự hiện diện của Đức Trinh Nữ mang lại cho đời sống mỗi người Kitô hữu. Trong cuộc thăm viếng, Đức Trinh Nữ đã mang Đức Kitô, Đấng đổ tràn Thánh Thần trên bà Elizabeth và hài nhi. Vai trò trung gian đó đã được làm nổi bật qua những lời của bà Elizabeth. Này, khi lời chào của em vừa đến tai tôi, thì con trẻ đã nhảy mừng ở trong bụng tôi. Sự can thiệp của Đức Maria đã mang lại hồng ân Thánh Thần, như là khai mào cho lễ ngũ tuần. Xác nhận một lần nữa rằng sự hợp tác của Đức Maria được khởi đầu với biến cố nhập thể sẽ còn kéo dài suốt công trình cứu chuộc của Thiên Chúa cho đến khi mọi gia đình dân tộc được quy tụ thành một dân duy nhất của Thiên Chúa. Quả vậy, cùng với Chúa Thánh Thần, Đức Maria luôn hiện diện giữa dân Chúa. Ngài cùng với các môn đệ cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần ngự đến, và nhờ đó diễn ra cuộc bùng phát truyền giáo vào ngày lễ ngũ tuần.
lạy mẹ Maria, trinh nữ, mẹ dấu yêu, ngập tràn sự hiện diện của Đức Kitô. Mẹ đem niềm vui đến cho Gioan Tẩy Giả, khiến thánh nhi trong dạ mẹ nhảy mừng, lòng rộn ràng vui sướng hân hoan. Xin giúp chúng con cũng biết thưa phân trước tiếng gọi ngày càng cấp bách, đi rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu. Chúng con nài xin sự chuyển cầu từ mẫu của mẹ giúp chúng con thành chứng nhân rạng rỡ cho tình hiệp thông và phục vụ, cho đức tin nồng cháy và quảng đại, cho công lý và tình thương đối với người nghèo, để niềm vui tin mừng chạm đến tận cùng trái đất, soi sáng tất cả những bờ rìa thế giới.